Xin chào các bác nhá, chào toàn thể anh em. Nay em đi câu đây các bác, nước hơi đục. Em đi câu cá khính nha các bác nhá. Nay em sẽ câu ở cái quần này. Được con sảm đầu tiên này các bác ơi. Nè. Con cá khính thứ hai các bác nhá. Được con cá khính rồi nhá.
khủng ơi. Ôi, chưa rồi các bác ạ, em đi về đây. Hôm nay được có bằng này thôi. Đấy, câu ở trong cái cuộn mát kia. Bây giờ trưa rồi, nước chuẩn bị lên đấy, em đi về. Ôi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video sau nhá. Đen này còn gãy cả cần ấy chứ.